Dạ con xin mến chào tất cả cô chú anh chị em ạ. Hôm nay con đi bứng cây lê kê ma một cốt ha, dáng siêu siêu. Đây hoành khoảng cây này chắc hoành có 70 rồi ha anh ba. Hồi nó lấy dây thước đo luôn anh ba. Có tàn sẵn luôn ha, còn để nguyên tàn gì luôn nè. Hơi siêu siêu ha. Lấy thước đo giùm em cái hoành luôn anh ba, bán luôn rồi. Cây này giá rẻ thôi cho cô chú sở hữu chơi ha. Hoành như anh ba 60. hoành 60 ha, hoành 60 rồi. Cây này hoành 60 ha cô chú. Lê Kỳ Ma nha. Chiều cao chiều bay như cái súng đeo bác bao nhiêu rồi? 100 130, tính từ mặt bầu là 130 nha cô chú. Đây ha, cây lê kia ma này giao lưu với cô chú anh chị em ở gần xa trên mọi miền tổ quốc luôn ha. Giá của nó là 1,9 triệu đi, cũng bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km luôn nha. Giá 1,9 triệu mà được bao ship là 200 km, là cũng như nếu mà cái cây này con gửi không là đủ tiền xe, xe hà, nhưng mà đều nhờ ghép xe thì nó đỡ ha. Đó, rất là đẹp luôn, giá thì rất là rẻ luôn. Hai ông mướn hai ông này đào không là hết 600 ngàn nữa rồi. Rồi tiền xe bao nữa là rồi. Là ăn nước mắm luôn đó, nhưng mà bán đại đó. Ly kim ma nghe cô chú. Đó. Dán siêu siêu. Bán chỉ có 1,9 triệu mà được bao phí ship. Nếu bán kính 200 km là được tặng nhà nha. Cây cũng nặng nha cô chú, đang đào luôn ha. Chút nhanh cho nó nóng luôn. Rồi cô chú nào ưng ý cây lê kê ma này chỉ có 1,9 triệu mà được bao phí ship 200 km ha, thì liên hệ với con là số điện thoại của con là 0983292921 ha. Số đó cũng là Zalo của con nha cô chú. Cây này làm đế ra chắc đế cũng đẹp, cây ăn quả mà. Đó. Rồi cô chú nào ưng ý thì cứ liên hệ kết nối Zalo với con ha. Rồi, mến chào cô chú ạ.